Mong là anh Lê Bảo Bình anh ấy không đánh cái bản quyền mà. Hello em, hello Thủy Tiên. Em thật là ngốc. Ngồi một mình, nghĩ về cuộc tình đã tan vỡ, rồi thầm mơ thời gian có thể quay trở lại, để được cầm tay em, để được ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên bờ môi ấm áp đến vô cùng. Giờ tình người đã lạnh lùng, hạnh phúc bên ai rồi, đâu còn thương còn nhớ đến một người đã từng yêu, đã từng có rất nhiều những kỷ niệm một thời mình còn yêu. Mọi chuyện cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi, giờ càng nghĩ đến chỉ khiến ta thêm buồn thôi. Nhưng nỗi đau đã hằn sâu con đường dài. Dù anh biết chặng đường còn nhiều trông gai, nhưng trong tim anh em mãi luôn tồn tại. Nghe ok đúng không mọi người? Hết bị dài rồi đúng không? Chào mọi người mới vào nha. Cảm ơn Lý Hoàng em, cảm ơn Bảo Trang, cảm ơn Ngọc Anh, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ tình người đã lạnh lùng, hạnh phúc bên ai rồi, đâu còn thương còn nhớ đến một người đã từng yêu, đã từng có rất nhiều những kỷ niệm một thời mình có yêu. Mọi chuyện cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi, giờ càng nghĩ đêm chỉ khiến ta thêm buồn thôi. Nhưng nỗi đau đã hằn sâu trong tiềm thức, chặng đường còn nhiều trông gai, nhưng trong tim anh em mãi luôn tồn tại. Mọi chuyện cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi, giờ càng nghĩ đến chỉ khiến ta thêm buồn thôi. Nhưng nỗi đau đã hằn sâu trong tiềm thức sẽ mãi khám phá. Giờ anh chỉ ước thời gian có thể quay trở lại, để được nắm tay em bước đi trên con đường dài. Dù anh biết chặng đường còn nhiều trông gai, nhưng trong bây giờ thật khó, mình không biết là bạn ơi.